nhà đầu tư doanh nhân Stefan Quang được sinh năm 1966, là một tỷ phú người Đức, kỹ sư và nhà công nghiệp. Ông sinh ra ở Bad Homburg với Herbert Quang và Johanna Quang và lấy bằng từ Đại học Karlsruhe, nơi ông học kinh tế và kỹ thuật, từ năm 1987 đến năm 1993. Năm 1993 đến 1994, Quang làm việc cho tập đoàn tư vấn Boston ở Munich. Từ năm 1994 đến năm 1996, ông làm việc cho Data Carriers Group of Minneapolis với tư cách là giám đốc tiếp thị tại Hồng Kông. Khi cha ông qua đời vào năm 1982, ông được thừa hưởng 17,4% cổ phần của BMW kép, công ty mà cha ông đã cứu khỏi phá sản vào năm 1959. Từ những lần mua tiếp theo, sau này ông sở hữu 23,7% cổ phần của công ty. Sau cái chết của mẹ anh ấy vào năm 2015, cổ phần có quyền biểu quyết của Quang trong BMW kép tạm thời tăng lên 34,19%, trên ngưỡng 30% dẫn đến đề nghị tiếp quản bắt buộc theo quy định của Đức. Sau đó, ông đã yêu cầu cơ quan giám sát tài chính liên bang BaFin được miễn áp dụng các quy tắc này. Năm 2018, ông trở thành cổ đông đơn lẻ lớn nhất của BMW kép khi quyền sở hữu trực tiếp của anh ấy tăng lên nhờ số cổ phần được thừa kế từ mẹ anh ấy, mang lại cho anh ấy cái gọi là cổ phần chặn là 25,83%, trị giá 13,4 tỷ euro 16,6 tỷ đô la Mỹ. Tính đến tháng 10 năm 2021, giá trị tài sản ròng của ông ước tính là 23,2 tỷ đô la Mỹ và xếp ở vị trí thứ 89 trên chỉ số tỷ phú Bloomberg. Phố đầu tư vừa gửi đến bạn video Wiki nhà đầu tư Stefan Quang với những dấu ấn nổi bật. Hy vọng bạn sẽ thành công trong kinh doanh. Phố đầu tư cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.